Kính thưa quý ông quý bà, các bạn trẻ gần xa, Franklin, hôm nay anh ấy đã trở thành đội trưởng của lực lượng cảnh sát SWAT, một lực lượng cảnh sát tinh nhuệ bậc nhất hành tinh sau rất nhiều lần trộm cắp và báo đời. Và các bạn hãy nhìn vào trang phục cực ngầu hiện tại của anh ấy, quần giáp, áo giáp, nồi cơm điện giáp, và còn chần chờ gì nữa mà không thả một nút like, đấm vỡ nút đăng ký kênh và theo chân anh ấy một ngày làm đội trưởng SWAT ngày nào, let's go. Đây này, trước khi mà thực hiện những cái nhiệm vụ quan trọng thì tôi muốn cho các bạn xem, đây chính là nơi làm việc của tôi ngày hôm nay, đồn cảnh sát. Và tôi cũng có những người đồng đội cấp dưới khá là an nhàn với công việc của họ, họ không khó khăn như tôi. Và tôi cũng có một số đồng đội thậm chí còn hút thuốc cả trong phòng như thế này. Ôi trời ơi, các đồng chí đang làm gì thế này, tại sao hút thuốc trong phòng? Không được nhá, thế này là không được nhá. Được rồi, tôi đánh giá không cao các bạn đâu. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một số phòng khác như là phòng tra khảo. Đây này, ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem phòng tra khảo. Có một người đồng đội của tôi, một đồng chí đang tra khảo những tên tội phạm mà tôi vừa bắt được ngày hôm qua các bạn ơi. Những tên tội phạm này cực kỳ nguy hiểm, tôi phải gặp khó khăn, cực kỳ khó khăn mới có thể bắt được chúng. Đây này, sao rồi đồng chí ơi, chúng ta đã có một số những cái lời khai chưa? Chắc có rồi đúng không? Tuyệt vời đấy, phải xử thật nặng. Nhìn cái mặt thằng cái áo xanh kia, nó cứ láo chưa, phải xử nặng thằng đấy. Và cái thằng vuốt vuốt đấy nữa, nó cũng láo lắm đấy, phải phạt thật nặng. Ok nhá đồng chí nhá, làm việc thật tốt nhá, hãy coi chữ ấy. Oh, wow 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 wow, cái gì đây, giơ tay lên, cái gì đây chú mày, ôi thằng kia, tại sao quỳ xuống, ôi tại sao chĩa súng vào phòng tra khảo, quỳ xuống ngay, không quỳ tao bắn đấy, tao đếm đến 3, 2, ôi tôi không cần một. Ok mày, ok nó ổn thôi, nó ổn thôi các bạn ơi, tôi không biết nó đâu ra nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ổn thôi, đó chỉ là súng giật điện thôi. Mày giơ tay lên, ngồi xuống, quỳ xuống ngay. Ok mày không quỳ tao bắn mày. Ok mày dám chĩa súng vào xuống phòng tra khảo à? Ôi các đồng chí ơi, ui sao nó bắn nó. Ok các đồng chí của tôi nóng tính quá. Các đồng chí của tôi clear nó rồi. Quê được rồi, các đồng chí ơi bình tĩnh đi, hoàn toàn ổn thôi, không có gì đâu, để tôi có thể giải quyết được việc này. Ok các đồng chí hãy tiếp tục ra ngoài và trực ban đi nhá, quá tuyệt vời. Các đồng chí tôi đánh giá cao các đồng chí, không như những đồng chí hút thuốc ở bên kia. Ok, ngoài phòng tra khảo và một số những cái phòng dữ liệu này thì chúng ta còn có phòng giam, và bên dưới phòng giam thì chúng ta sẽ có một phòng tra khảo khác. Và ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái phòng tra khảo dưới phòng giam nhá. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ ở trong đồn cảnh sát, nơi tôi làm việc khá là rộng lớn các bạn ơi, có thể là đi mãi không hết đấy. Ok tuyệt vời, chúng ta có cả máy bán nước tự động ở đây, nơi tôi làm việc khá tuyệt vời đấy chứ. Và bảng kế hoạch, đó là kế hoạch làm việc của chúng ta ngày hôm nay đấy. Và đây này, phòng tra khảo ở dưới phòng tù. Oh wow wow, sao lại có Michael đây? Ôi bạn ơi đi đâu đây? Con trai của bạn đang ở đây sao? Có vấn đề gì với con trai của bạn vậy? Chắc chắn nó lại gây ra một cái vấn đề bullshit nào đấy đúng không? Ok, hôm nay tôi chính là đội trưởng của lực lượng SWAT nên tôi sẽ không giúp gì được bạn đâu. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề của mình đi. Ok, không sao đâu, không vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ giải quyết tốt nó thôi đúng không? Ok, được rồi. Đây này, ngoài phòng tra khảo dưới phòng giam thì chúng ta sẽ có những phòng tù như thế này. Ấy thằng này, mày đang làm cái gì đấy? Mày đục tường à? Mày quỳ xuống ngay. Ai cho mày đục tường? Quỳ xuống ngay lập tức, giơ tay lên, đặt tay lên đầu. Ok mày tốt, tao tha thứ cho mày. Được rồi, chúng ta hãy xem tiếp phòng tiếp theo nó đang. Cái thằng này nó đang làm cái gì đây? Mày thậm chí cầm cả máy khoan trong nhà tù à? Mày dám khoan tù à? Giơ tay lên, quỳ xuống, đặt tay lên đầu. Đặt ấy. Thằng này bỏ chạy à? Mày sao mà có thể chạy được? Tao cầm súng đấy, quỳ xuống ngay. Ok mày tốt. Đến phòng tiếp theo xem nó đang làm cái gì. Rồi ôi, thằng này đang làm cái gì đây? Sao mày bò, mày chui cái vào tường à? Mày giơ tay lên, ai cho mày trốn tù, ai cho mày vượt ngục? Quỳ xuống, đặt tay lên đầu. Ok thằng kia nữa, ai cho mày dùng xẻng, mày đào tù ấy, mày bỏ chạy à? Thằng này giơ tay lên ấy, thằng này. Ok ấy mày ấy, ui chạy kìa. Thằng này ơi, nó chạy rồi. Nó chạy rồi chúng mày ơi, nó chạy kìa. Ok ấy, bắn nó đi. Ok, tôi chỉ làm choáng nó tạm thời thôi các bạn ơi, nó không chết được đâu. Ok, mày chống đối tao à? Mày có biết tao là đội trưởng của lực lượng SWAT cứng rắn nhất ở đây không? Đừng bao giờ chống đối tao, ok? Được rồi, ngày đầu tiên đi làm mà thế này, quá là căng thẳng luôn. Tù nhân mỗi người một cái thứ vũ khí để có thể vượt ngục như thế này rồi, không ổn rồi. Chúng ta phải thắt chặt an ninh, chúng ta phải nghiêm khắc, chúng ta phải kỷ luật, chúng ta phải mạnh mẽ cứng rắn hơn với những tù nhân hiện tại. Ok được rồi, Michael hãy giải quyết tốt vấn đề của bạn.
Và được rồi, ngay bây giờ hãy nhìn vào bảng kế hoạch ngày hôm nay của chúng ta các bạn ơi. Đây này, nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó chính là đến cửa hàng mua bán và sửa chữa ô tô trá hình của anh chàng này. Anh ta đã bán xe cho khách nhưng mà sau đó triệt hạ khách và lấy tiền của khách. Anh ta cực kỳ dã man và đã làm chuyện này cực kỳ lâu rồi. Nên là chúng ta sẽ truy nã, chúng ta sẽ bắt anh chàng này. Và sau đó chúng ta sẽ có một nhiệm vụ khác ở ngay ngoài bãi biển, ngay căn biệt thự của một người nổi tiếng đang bị bao vây bởi nhóm cướp, và một quán bar cũng đang bị cướp bóc ở ngay trên đại lộ các bạn ơi. Được rồi, ngay bây giờ hãy bắt đầu thực hiện từng nhiệm vụ một các bạn ơi. Không có gì là khó khăn với lực lượng SWAT cả. Được rồi, chúng ta sẽ làm tốt đó thôi. Ok. Và còn một thứ nữa mà tôi muốn cho các bạn xem, sau khi mà chúng ta đi qua cánh cửa này thì chúng ta có thể đi lên được sân thượng, một cái vị trí mà chúng ta có thể thoát ra khẩn cấp bằng cầu thang và sử dụng trực thăng để đi đến những nơi khẩn cấp hơn. Đây này, chúng ta có sân đỗ trực thăng ngay đây. Nhưng mà đồng đội, những đồng chí của tôi đã mang nó đi ở một nơi khẩn cấp hơn để điều tra một vụ án khác. Đây này, và cái thứ quan trọng hơn của chúng ta ngày hôm nay đó chính là những người đồng đội của chúng ta ngay phía bên dưới. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Oh my god, hãy cho họ một tràng pháo tay ngay bây giờ các bạn ơi. Tuyệt vời, họ đang đứng cực kỳ nghiêm chỉnh ngay phía dưới sân các bạn ơi. Và các bạn biết đấy, ngay bây giờ chúng ta sẽ xuống và chào đón họ một ngày mới nào. Một ngày làm việc cực kỳ năng suất. Được rồi, chúng ta có nên nhảy xuống không các bạn ơi? Vì tôi là một đội trưởng của lực lượng cảnh sát rồi quát, nên chắc chắn là kỹ năng nhảy xuống của tôi cực kỳ đỉnh cao. Nhìn này, yích. Ok. Ok, các bạn thấy sao nào? Thả một nút like đi, đúng không? Đỉnh cao không? Được rồi, ngay bây giờ hãy nhảy xuống bằng kỹ năng nào. Yích. Ô trời ơi, hạ cánh. Oh my god, nổ não chưa anh bạn? Xứng đáng làm đội trưởng SWAT quá bạn ơi. Đây này, các đồng chí sẵn sàng chưa nào? Các đồng chí ăn sáng chưa? Các đồng chí thấy sao nào? Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải hết sức cảnh giác và nâng cao tinh thần quyết liệt đấu tranh chống tội phạm ngay bây giờ. Và vũ khí của đồng chí đâu nào? Ok, tốt, tôi đánh giá cao việc chuẩn bị sẵn sàng như thế này. Và ngay bây giờ hãy đến với vị trí đầu tiên và vây bắt tội phạm ngay bây giờ nào. Ok, chúng ta có một chiếc xe cực kỳ ngầu lòi ở đây các bạn ơi. Và các đồng chí đang lên xe rồi. Và tôi thậm chí đây là ngày đầu tiên của tôi trong lực lượng cảnh sát SWAT mà tôi đã được làm đội trưởng rồi các bạn ơi. Bởi vì trước đó tôi đã tập luyện để có ngày hôm nay. Tôi hào hứng quá, nhưng mà được rồi, hãy tập trung vào vấn đề chính. Chúng ta có một manh mối rằng đó là một cửa hàng mua bán xe trá hình và đang triệt hạ khách và cướp tiền của khách. Ok, nên là chúng ta sẽ đến đó và bắt nó thật nhanh. Có phải là Mostly Auto Service không? Chắc chắn rồi, đây chính là cửa hàng độ xe và mua bán xe trá hình. Hãy đi vào bên trong ngay lập tức và chúng ta sẽ bắt toàn bộ những nhân viên trong cửa hàng này. Cửa này có mở? Nó mở cho tôi bạn ơi. Được rồi, let's go. Ôi, nó kia, đâm vào. Ôi, giơ tay lên. Oh my god, ok. Xuống xe. Mày, giơ tay lên, đầu hàng ngay, quỳ xuống, đưa tay lên đầu, ngồi xuống, ngay. Ok, ngồi xuống. Ok, úp mặt vào xe. Được rồi, nhìn này, khách hàng. Ôi trời ơi, anh ta đã triệt hạ khách hàng của mình như thế này à. Quá là dã man luôn. Được rồi, anh ta định bán chiếc xe này, nhưng mà đó chỉ là hình thức lừa đảo thôi. Được rồi, đồng bọn của mày đâu? Trong văn phòng à? Ok, quỳ xuống. Ơi các đồng chí ơi, đưa thằng này về đồn ngay đi nhá, để tôi. Ok, tiếp tục, hãy tiếp tục vào văn phòng và bắt những người còn lại, những người cực kỳ tình nghi. Hãy tìm kiếm nào, có trong này không, chúng ta phải hết sức cẩn thận chỗ này. Ok. Ấy, đây, mày giơ tay lên. Thằng kia chạy, mày đứng lại. Giơ tay lên. Ok, giơ tay lên cay. Ok, thằng kia tao bảo mày quỳ xuống cơ mà, ngồi xuống ngay. Ui, mày vấn đề gì đấy, mày co giật kinh phong à? Ok. Ấy, nó sao đấy, nó vấn đề gì đấy? Nó bắn tôi. Ấy, mày chống đối người thi hành công vụ này. Nó xong rồi các bạn ơi, đây chỉ là những thằng bảo vệ thôi. Tôi nghĩ thằng trùm cuối nó phải trong này này. Ok, chúng ta hãy kiểm tra trong này có ai không. Đây này, mày giơ tay lên ngay, quỳ xuống ngay. Quỳ xuống để hưởng khoan hồng nào. Ok, mày thậm chí có cả súng cơ à? Quỳ xuống ngay. Ok, ngay bây giờ vẫn chưa hết đâu, chúng ta phải tiếp tục tìm. Còn một số thằng khác, đây này, mày hãy ngồi im đấy. Đây này, tôi nhìn thấy rồi. Đạp cửa vào đi, mày giơ tay lên, đặt tay lên đầu. Ok, mày chống đối à? Quỳ xuống ngay. Ok, mày được đi. Chạy, mày không chạy à? Cho mày chạy đấy. Ok, mày sẽ phải vào tù bạn ơi. Mày không thể chối cãi được đâu. Tao biết hết rồi. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đưa những tên tội phạm này về phường ngay lập tức nào. Ok, bạn làm tốt lắm bạn ơi. Tuyệt vời, chúng ta vừa thực hiện xong một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, và đó chính là dấu mốc để chúng ta phát triển những nhiệm vụ tiếp theo bạn ơi. Được rồi, ngay bây giờ hãy đưa nó về phường. Đây rồi. Tù nhân à? Tại sao mày vẫn cầm súng nhờ? Ê bạn ơi, tại sao vẫn cho nó cầm súng là sao? Cái cất súng
cứ thu súng nó ngay. Ok, còn thằng này là tay sai của thằng ông trùm đây đúng không? Tao chỉ muốn nói với mày rằng đó là tường đấy, mày không thể chạy khỏi đây đâu. Mày đừng cố gắng chạy một cách ngu xuẩn như thế, tao bắt mày rồi và mày sẽ phải vào tù sớm thôi đồ ngốc. Ok, và còn thằng này nữa, thằng này mới là trùm này, thằng này cũng là thằng trùm nhưng mà nó cũng là đàn em của cái thằng béo béo trong đấy. Các đồng chí phải xử thật nghiêm thằng này nhá, thằng này cực kỳ nguy hiểm, nó vừa mới triệt hạ hai người khách hàng của nó sáng nay đấy, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nghiêm minh với thằng này, không để nó nhân giống thêm thằng nào nữa. Ok, tuyệt vời, ngay bây giờ hãy đến với nhiệm vụ tiếp theo các bạn ơi. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc rồi, hãy cho chúng ta một tràng vỗ tay nào. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là ở một khách sạn sang trọng của một người nổi tiếng ở ngoài bãi biển các bạn ơi. Anh ta đang bị bao vây bởi một nhóm cướp nên là ngay bây giờ hãy đến với nhiệm vụ tiếp theo nào. Các đồng chí ơi, các đồng chí đã làm cực kỳ tốt, tôi đánh giá cao các đồng chí. Nhưng mà được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một nhiệm vụ quan trọng không kém, cực kỳ nguy hiểm, nên là chúng ta sẽ phải cảnh giác gấp đôi. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy đến với nhiệm vụ tiếp theo nào. Đây rồi, chúng ta đang đến căn biệt thự của một người nổi tiếng. Về cơ bản thì một người nổi tiếng đang bị một nhóm cướp bắt giữ trong căn nhà này, nên là chúng ta sẽ phải đột nhập vào từ phía tầng trệt, sau đó chúng ta sẽ đi lên tầng thứ hai bằng cầu thang ở phía bên ngoài. Ok, các đồng chí nghe rõ chưa nào? Ok, tôi sẽ là người dẫn đầu, các đồng chí sẽ đi theo sau cover cho tôi. Ok, thằng áo xanh này, mày làm gì đây? Cút ngay. Chỗ người ta đang làm nhiệm vụ, mày đi dạo ở đây à? Ok, được rồi. Ok, chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận. Chắc chắn là phía bên dưới này đang có một số tên bảo vệ không cho ai lên phía trên, nên là chúng ta sẽ phải tiêu diệt từ phía dưới lên. Chúng ta hoàn toàn có thể được bắn các bạn ơi, chúng ta được phép bắn bởi vì bọn chúng đã gây ra những cái tội không thể nào tha thứ. Được rồi, trong cái đường nhỏ này chắc chắn nên là tôi sẽ nấp vào tường này thật nhanh. Đây này, nó ngay đây, nó ngay đây, chúng ta sẽ nổ súng ngay lập tức. Anh bạn à, hãy đếm đến 3. Ê, không đếm nữa, bắn đi. Ok, oh. Ok, tôi tiêu diệt nó rồi, tiếng súng to quá bạn ơi, nhưng mà được rồi, không sao đâu. Anh em ơi, tụt lên nào. Ok, chúng ta sẽ đột nhập ngay cánh cửa này. Anh em vào đi nào, vào đi. Ok, let's go. Ok, ok, dưới này có ai không? Không có ai đúng không? Ok, sạch nhá, clean rồi. Phía bên trong đây có phải là toilet không? Hãy kiểm tra, ồ nó là toilet đấy, không có ai, chỉ có tôi trong gương, quá đẹp trai. nghiêm túc đi nào. Ok, được rồi. Đây là cánh cửa dẫn về đâu đây? Hãy kiểm tra nó thật nhanh, đó là gara đúng không? Ôi, có thằng này. Oh. Ok, ok, có một thằng bảo vệ ngay gara bạn ơi, khá nguy hiểm đấy. Nhưng mà may là các bạn biết đấy, chúng ta là đặc nhiệm, chúng ta là đội đặc nhiệm SWAT nên là cực kỳ phản ứng cực kỳ nhanh. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy lên tầng 2 nào. Ok, chúng ta đang lên tầng 2 bằng cái đường ống này các bạn ơi, bởi vì một đặc nhiệm SWAT chuyên nghiệp sẽ không đi từ cầu thang lên, chắc chắn sẽ bị bắn. Nên là chúng ta sẽ đi từ cái đường ống này và đột nhập từ những nơi khó khăn nhất, những nơi mà những tên cướp không ngờ tới thì chúng ta sẽ đột nhập vào. Ok, ngay đây. Hãy đi vào phía bên trong nào, có nó đây. Nếu mà có nó thì tôi sẽ nổ súng ngay lập tức các bạn ơi. Đây này, hãy kiểm tra. Ôi, nó đây. Ôi, ok. Bắn nó đi. Ok. 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 Good. Tôi triệt hạ nó rồi các bạn ơi. Nó cầm hai thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho tôi, nhưng mà tôi có áo giáp cơ mà. Phòng khách đây, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy người nổi tiếng đấy đâu các bạn ơi. Chúng ta phải cứu được anh chàng đấy. Có được rồi, chúng ta sẽ lên tầng 3. Ơi, có ai không? Ô, nó đây. Ok. Ok. Ok, rất nhiều, rất nhiều các bạn ơi. Khá nguy hiểm đấy. Ok, hãy kiểm tra nào, trong trong tầng 3 này còn có một phòng này nữa. Phòng này vẫn đồng chí à, đồng chí đồng chí đã triệt hạ được thằng này. Nó cầm khẩu tên lửa kìa, khá nguy hiểm đấy đồng chí ơi, nó cầm nguyên khẩu bazooka luôn đấy. Đồng chí đã tìm thấy người nổi tiếng đấy chưa? Chưa tìm thấy à? Ok, chúng ta còn một phòng cuối cùng trong này. Trên giường anh ta không có, trên giường rồi, liệu anh ta có nằm dưới gầm giường không? Tôi nghĩ là không đâu. Hãy kiểm tra toilet của anh ta, trong này có không nào, hãy kiểm tra. Đây đúng không? Đồng chí tìm thấy người nổi tiếng rồi à? Khá tuyệt vời đấy. Được rồi, rất xin lỗi vì chúng tôi đã làm anh sợ hãi, nhưng mà không sao đâu, chúng ta an toàn rồi, chúng ta đã triệt hạ toàn bộ những tên cướp trong nhà của anh. Được rồi, nhưng mà ngay bây giờ tôi cần anh về trụ sở của chúng ta để lấy lời khai. Tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều nhất có thể. Được rồi, ngay bây giờ hãy về trụ sở của chúng tôi nào. Let's go. Ok, anh chàng nổi tiếng đấy đang lên chiếc xe của chúng ta rồi các bạn ơi, và nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành xuất sắc. Và được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đưa anh chàng này về trụ sở và tiếp tục đến với nhiệm vụ tiếp theo nào. Đây rồi, chúng ta đã đưa anh ấy về trụ sở các bạn ơi, và tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn thôi. Tinh thần anh ấy đang bị sốc đấy. Ổn thôi, anh ấy đang vào trụ sở rồi các bạn ơi. Và ngay bây giờ các đồng chí đâu rồi nhở?
À đây rồi. Ok, tôi tuyên dương, tôi đánh giá cao các đồng chí về nhiệm vụ này, chúng ta hoàn thành xuất sắc, chúng ta đã làm cực kỳ tốt. Được rồi, mà nhiệm vụ thứ ba cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm nó tốt nhất có thể. Và được rồi, hãy đến với nhiệm vụ thứ ba ngay lập tức nào. Nhiệm vụ thứ ba của chúng ta ở ngay trên đại lộ có một nhóm cướp đã cướp một quán bar. Nhà chúng ta sẽ đến quán bar đấy và giải cứu ông chủ quán bar ngay lập tức. Đây rồi, chính là quán bar đây. Bạn ơi, xuống xe ngay lập tức. Chúng ta sẽ đột nhập vào ngay lập tức bạn ơi. Let's go. Thằng này đứng đấy làm gì? Nhảy vào. Ok. Oh god, hơi đau đấy, không sao. Đứng lên. Wow, nhưng mà tôi nghe có tiếng bom hẹn giờ. Tôi nghe có tiếng bom hẹn giờ gần đây. U đây đây. Chúng ta có một quả bom hẹn giờ ngay đây, hai quả. Ok, chúng ta sẽ gỡ bom hẹn giờ ngay lập tức bạn ơi. Oh my god. May là tôi không đi cửa này đấy, không là tôi sẽ toang ngay. Ok, hãy gỡ quả bom này thật nhanh, thật nhanh nào. Ok bạn ơi, gỡ được rồi. Tiếp theo, quả tiếp theo ngay phía bên này. Ok, gỡ quả này đi. Ok. Ui được rồi bạn ơi, tuyệt vời. Ui tôi nghe tiếng hét, có tiếng hét. Ui có tiếng hét trong phòng này này. Chúng ta hãy kiểm tra. Có khả năng cao là ông chủ quán đang ở trong căn phòng này và bị tên cướp đấy bóc lột. Ếch, u. Đây này, đông quá. Đông quá nhưng mà không sao các bạn ơi, chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức bởi vì chúng ta, tôi nghĩ rằng với cái khả năng của tôi và khẩu súng này, chúng ta làm tốt thôi, hãy bắn nó đi. Ok, ok, ấy, oh, ok, oh my god, còn, vẫn còn, oh bên này, oh thằng kia, ok, oh, ok, hết chưa? Ô tuyệt vời, ô ông chủ quán à đừng lo, tôi đến đây. Ô, ok, ok đừng lo lắng. Ô tuyệt vời, tôi đến giải cứu ông đây bạn ơi, không lo lắng, đừng lo lắng nhé. Nhưng mà ngay bây giờ tuyệt vời rồi, ui sao bạn lại để cho nó vào cướp như thế này. Chắc chắn ổn thôi nhưng mà ui bạn ơi bạn nhiều, ơi nhiều tiền quá nhở. Chiêu cho tôi một ít được không? À, tôi đùa thôi bạn ơi nhưng mà được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về trụ sở và điều tra làm rõ việc này nào. Ok bạn ơi, anh chàng đấy đã đi vào, tôi đã đưa anh chàng đấy vào trụ sở để bắt đầu lấy lời khai rồi. Và ngay bây giờ chính là thời gian để đưa những tên tù nhân với tội phạm cực kỳ nặng nề vào tù ngay bây giờ. Ok. Đây bạn ơi, còn nhớ anh chàng áo hồng đấy không? Anh ta làm trong cửa hàng sửa xe trá hình đấy và tôi đưa anh trao ta vào tù ngay bây giờ rồi. Tuyệt vời đúng không nào? Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tham gia vào lực lượng SWAT các bạn ơi, thậm chí tôi còn là đội trưởng của đội cảnh sát SWAT. Quá ngầu luôn đúng không bạn ơi? Và cảm ơn các bạn đã xem, hãy đăng ký ngay bây giờ nào.